Đây thì cái vì này thì hôm sau, cái vì kèo này thì hôm sau anh em mình sẽ bắn một cái tôn kiểu như cái vỉa các bạn. Vỉa sẽ che được cái mưa nó đỡ hắt vào trong hành lang ấy. Đấy. Anh em mình làm vì kèo ngoài hành lang chắc chắn. Đấy, và trên mái để như thế các bạn. Cái này anh làm cho em ba cái sắt. Bên thường là một cây, bên thường kia cây, về dính dưỡng một cây. Lợp thì tốn phía sau thì chắc cho nó ra ngoài tường, khỏi tường khoảng tầm 30 phân nhỉ. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thế thì như hôm qua mình có quay làm cống. Đấy thì mình bảo là hôm nay, ngày hôm nay là sẽ tiến hành làm mái. Đấy, và sáng thì mình đi việc khác, còn mấy anh thờ với anh Dũng thì vào làm trước buổi sáng đây rồi. Thì mái giờ cùng hàn xong cái phần khung rồi. Giờ đến chiều, giờ đến chiều thì chắc là sẽ xong, cố gắng xong cái phần con sắt để thứ hai, hôm nay thứ bảy rồi, để thứ hai anh em mình có thể tiến hành bắn bắn tôn được. Đấy, thì như những chỗ này là chính giữa này là có một cái sắt nữa nha các bạn, một cái sắt nằm ở giữa phòng ấy, từ trên đấy ra ngoài nhá, chứ không phải là nó để khoảng cách xa thế này đâu. Đấy. Thì các anh sẽ lấy cái mặt bằng của cái xà gỗ trước để cái xà gỗ bắn tốt đấy, sau mới hàn cái sắt ấy vào đấy. Và thường thì bọn mình có hôm sau sẽ làm gạch đè vào mép tôn và còn hàn cả sắt đấy các bạn, sắt níu từ trên chỗ cái vì kèo đấy xuống tường và sau đấy trát và lấp sắt đấy luôn để chống sau này gió với lốc hoặc là đấy, nó giật mái đấy các bạn. Đây, để lên trên này các bạn xem. Đây thì cái vì này thì hôm sau, cái vì kèo này thì hôm sau anh em mình sẽ bắn một cái tôn kiểu như cái vỉa các bạn. Vỉa sẽ che được cái mưa nó đỡ hắt vào trong hành lang ấy. Đấy. Hôm sau là sẽ bắn tôn xuống đâu tầm này, từ trên này xuống tầm này. Và phải làm cái vỉa như cái vỉa có cái rạp của Việt Nam mình ấy. Đấy. Đấy. Anh em mình làm vỉa kèo ngoài hành lang chắc chắn. Đấy, và trên mái để như thế đấy các bạn. Trên này thì đến chiều nó xong tương đối thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn dễ hình dung nhá. Bây giờ thì cũng đang mới sơ sơ thì chưa hình dung được. Thì mình vào buồn rồi, mình có việc khác nên là giờ mới vào được. Hôm qua mình có vạch ra cái cách làm như thế nào rồi anh Dũng và làm trước giúp mình. Tôn thì ở đây bắn ngay các bạn, mấy cái phần hoàn thiện, chứ còn nếu mà bắn một mái thì cũng tầm một ngày mấy em tập trung vào bắn. Đấy, hôm nay bắt đầu trả trong rồi các bạn. Nào bà tê. Hả? À kia kia tên mê tê mắn đê đà. Ô lim lim bà bèn đê bôi sma sa tà yu. Dạ? Mà dù sa tên lim bà. Nào phí kà xin đê bôi sma sa tà yu a kì vã mì sù lạc mê xì. Mông bà đà bà, sa mông mà đê rà bà. Dạ, mắn đê đà. Đấy, phải chỉ cho các anh là lọt tấm ván không ạ? Hồ vừa nó rơi xuống thì còn lấy lại để trộn lại để làm được. Nào bà tê. Anh kia thì đã kiểu khá, còn anh này đã kiểu khá đấy các bạn. Ôi giời, vừa rơi nhiều quá.
Đi vào Melo Bate. Bate Melo. Đây này chưa biết cách làm bằng cái này cho nên là hồ rơi vải hơi nhiều. Bate á? Bây giờ mình vào phải. Đấy. Esse vai chegar? Não, não vai chegar. Esse não vai chegar. Nào vừa rồi. Đấy, phải lót ván vào. Để con lấy hô thưa chứ. Vứt xuống nền là sau vứt luôn hoặc là cả. Anh đi cái đâu mà con bảo. Để có một anh thợ giỏi thì làm phải làm phân ngoài nhé các bạn. Còn mấy anh thợ này thì áo chát ok cũng được nhưng mà không kỹ thuật bằng cái anh thợ ngoài này nên là phải để anh này làm một số mặt tiền. Đấy, anh này còn chát được cả cái lanh câu này các bạn. Anh thợ này chát ngon này nhá. Chát cái mặt ngửa này là khó chát lắm đấy. Đấy, có mặt sau này cũng chặt. Mặt sau này thì anh em mình chỉ chặt như thế này thôi nha các bạn, chứ không xóa, không làm mìn, không làm trơn nhá. Đấy. Ở đây thì đang cho đào bể phốt. Có số bạn thắc mắc là tại sao làm nhà vệ sinh từ hoài nhưng mà lại không có bể phốt. Đấy thì đây là bể phốt nha các bạn. Đây anh em mình sẽ đào hai cái, bên này một cái nữa. Cái này thì 1,5 m, 2 m. Một hố này là hố thô thì 1,5 m, 2 m. Và bên này cũng làm đâu tầm 1 m, 2 m nữa là để xử lý cái nước. Đấy. Lúc cái trong nhà vệ sinh ra thì ra đây đầu tiên, xong lại ra cái hố nước các bạn. Chứ giờ mà làm nhà vệ sinh mà bảo không có bể phốt thì thả đi đâu được. Đây là anh em mình chưa làm kịp đấy chứ. Đấy, sẽ làm hai hố. Ok rồi. Anh em mình đi vào farm xong rồi quay ra là anh Dùng là cho anh em hàn được xong cái này. Đấy, hố ra cũng làm một cái video này các bạn. Đây là hàn nó thắt hết rồi. Và đây thì cột này thì anh phải khoan như là khoan vào dưới cái móng ấy, móng trên cái móng khoan và đóng sắt vào hàn hai bên. Sau này sẽ đổ lên cái này bằng bê tông và sẽ là đổ lên đến đây, đổ lên đến đây. Đấy. Nó cái hành lang này thì nó chỉ thấp hơn cái nền nhà ở trong mà đâu đó 5 phân. Đấy, này hơn 5 phân. Giải này là mình làm 3 cọc. Gây quá, ba sai xí la đủ, đôi ba sai xí la đủ. Dạ, para fica directo. Dạ. Esse não muito grosso. Dạ. Não revoca muito grosso não. Dạ, dạ. Aqui tem que meter coisa, viu? Madeira, vai tirar a massa quando cair, depois você meter de novo. Đây thì thứ hai bán tôn mình sẽ quay các bạn xem. Hôm nay thì chắc là chỉ làm được thế này thôi. Cái cống thì hôm qua anh Dũng đổ rồi các bạn, nhưng mà chưa hoàn thiện đâu. Đây là cống bên nhà Tuấn nhá.
ngày mai thứ hai sang tuần cho anh chủ cho áo chát thế này, cái mặt cống này. Còn đổ cái đường từ đấy đi vào, nhưng mà cái này thì phải làm sau cùng. Đấy, không phải phải làm sau cùng. Không giờ để hoàn thiện xong nhà đã. Còn những cái mà nó liên quan thì phải làm sau. Anh chủ ơi, anh chủ, làm chỉ cái này cả. Anh đo xong đi, anh đo xong đi. Đó cho xong đi, xong chưa? Đây, để anh xin làm cho anh luôn. Đó. Để anh dùng tí cho bạn. Anh ơi, em chỉ cái này, cái tí này thôi. Đây, anh chỉ cho anh dùng. Để thứ hai, dùng anh chỉ cho mấy anh thờ Hàn. Mái của bác Dương Dê các bạn. Máy nổ to nhỉ. Cái này anh làm cho em ba cái sắt. Bên tường là một cây, bên tường kia cây, về dính trường một cây. Lợp thì tốn phía sau thì chắc cho nó ra ngoài tường, khỏi tường khoảng tầm 30 phân nhỉ? 30 phân là được, không cũng không hát đâu, 30 phân. Còn... cái đằng trước này này. Trước này ấy. Làm hiên đâu này. Trước này thì anh làm cho em cái hiên 2 mét. 2 mét. Vâng, đấy 2 mét. Anh hàn kèo giống như cái kèo đấy ấy. Đấy, nó đi thẳng chéo xuống này. Hai kèo. Chính giữa thì không cần, chính giữa là một cây sắt thôi. Hai đầu hai kèo với chống hai cây. Hai cái cột. Cột thì chắc nó cho nằm trên cái bờ này nhỉ. Cột nằm đỉnh đấy. Hay nằm dưới? Đỉnh. Anh cứ đo 2 mét. Là làm cái hiên 2 mét. Lúc mình lợp hai mái thế này. Mái này đổ ra sau thì cái mái hiên đổ ra trước. Cho đẹp. Đấy, rồi thứ hai anh cho nó làm cho vậy. Làm cái hiên lên đến tận nóc đấy. Hiên này. Ở đó làm cái này lên tận nóc. Vâng, vâng, lợp kiểu này này. Kiểu này này. Sau mình đặt một hàng ngói úp. Cái này thì chắc thứ hai làm một tí là xong rồi. Ừ, thì nó bảo là làm ngày nay xong, bảo không, mày phải làm thứ hai. Nó bảo là tí nữa tao ở đây tao làm. Thì anh cứ chỉ cho ấy đi, làm xong rồi anh dặn là cất. Không, cái kia là cất máy móc vào thôi. Là xong rồi. Vâng. Đấy, còn nó chỉ là đi vào hàn những cái sắt để điệu xuống ở. Vâng. Ở những mấy cái kia là điệu xuống thôi, nên là bỏ cố tao làm xong bên đấy. Vâng. Thế là ok. Xong rồi. Còn thì nó líu sắt ở bên kia mấy cái thôi. Vâng. Còn cái hiên kia thì không phải cho sắt, cứ bắn ấy không nữa, bởi vì là nó cũng không có gì ấy. Vâng. Hiên kia thì đấy có một cái sắt ở trong tường đấy rồi. Ừ. Cái sắt ngoài và cái sắt trong thôi. Đấy thôi. Đấy. Ok nha các bạn, bây giờ đến giờ anh Dũng Hầu, anh Hầu với thế đi qua đón anh Dũng luôn. Bây giờ anh Dũng sắp xếp chỉ giao thờ một tí nữa là anh Dũng về. Bởi vì ở đây là tiền đường ấy, buổi sáng là anh Dũng với đi làm là đi cùng Thế với anh Hầu luôn. Bởi vì xe thì anh Dũng không có xe. Sáng sớm thì đi cùng anh em đi cùng. Chiều về thì anh Hầu với Thế lại quay qua đón. Anh bảo làm cái sắt này chưa? Bảo làm cái sắt dừa này chưa? Được đi đó. Bảo. Đi cùng. Cái thật rửa này là anh cho đục cái bên block này đi thẳng đắp ra ngoài ấy luôn nhá. Đục thẳng ra ngoài này luôn. Dạ? Cái này không thẳng á? Cái này không thẳng. Hả? Nhắn được
đấy. Không, xây này đây có cái này thôi. Ở trong này thì có cái này thôi. Có cái này bán tôn rồi. Dự ý em là cái thắt ngang này. Ngang cứ qua đây xong vẫn cứ qua. Nếu mà không cho cái ngang nữa thì không thể cho ra ngoài nữa. Ừ. Không, nếu mà không cho cái ngang như này nữa thì không thể cho ra ngoài nữa. Cứ cái này thôi. Không, cái này yếu. Yếu thì nếu mà yếu thì ngại em phải bỏ. À, bỏ cái cây ở dưới nữa. Và cái này thì cho được ra. Anh tính như thế này, anh tính ở đây cho một cây chuyên ra thẳng nghe này. Cái cây trồng cái bờ này không đúng không? Không, không. Ờ. Đấy. Được. Riêng một cây, cây này bằng lên. Nhưng cây kia hàn sai kìa. Không phải. Cây chó đấy. Cây kia chỉ là hàn đấu ở đây. Đấu đấy. Toàn bộ ở dưới. Đấu biết không? Ở trong này nó trong đấy một cái. Không có hàn đấu hàn đấu vào đấy. Được chuyện đấy. Ờ, ok các bạn nhá. Nay nhà mình xin kết thúc video ở đây nhá. Đây là quay video làm mái. Hôm sau bán tôn bán việc xong thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi nhà mình nhá. Chào các bạn.